trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Giọng nói này sao nghe quen quá vậy? Ai mà biết chúng ta đang ở đây? Để muội ra xem thử. Cô là tiểu muội? Quỳnh. Quỳnh là ca ca của muội đi. Quỳnh vẫn còn. Quỳnh. Thật là Quỳnh sao? Quỳnh. Thật là Quỳnh sao? Tiểu muội. Muội rất nhớ Quỳnh. Quỳnh đã quay về thật rồi. Tiểu muội. A Di Đà Phật. Nga anh, Nga anh, Quỳnh đi tìm hai mũi rất khổ sở. A Di Đà Phật. Đàm thí chủ, thật là phước lớn mạng lớn. Đàm thí chủ? Ai là đàm thí chủ? Quỳnh, nói Quỳnh đó. Chúng muội trong chốn tiền môn xưng hô như vậy. Quỳnh à, sao Quỳnh mặc quân phục của nhà Thanh? Hiện tại Quỳnh làm quan trong quân đội của Tương Giang. Không phải Quỳnh tham gia trong quân của Thái Bình sao? À, đó là chuyện quá khứ, đừng có nhắc tới nữa. Trên đường Quỳnh đi tìm hai người bị quân Tương Giang bắt được. Lúc đó quân Tương Giang đang bao vây và công kích Thái Bình Thiên Quốc. Lúc đó Quỳnh đã lập được công, dựa vào năng lực của Quỳnh nên rất nhanh sẽ được có bề thế. Nga anh, tiểu muội, đợi Quỳnh công thành danh toại, Quỳnh sẽ đến đón hai người hoàng tục. Dạo vật được biến đổi, chúng tôi không còn là những cô nương từ thuở xưa nữa rồi. Thế phát xuất gia là tâm nguyện của chúng tôi. Còn vấn đề hoàng tục, xin đàm thí chủ sau này đừng nên nhắc đến nữa. Sao mà nói chuyện giống một vị ni cô thật vậy? Tôi thực chất là tỳ kheo ni. À, hai người cứ trò chuyện, tôi phải đi tụng kinh đây. À, nghe anh. Cũng do tên tiểu tử cổ nham hại đến nỗi này, tao quyết không tha thứ cho hắn. Quỳnh, trong lòng Quỳnh phải có sự biết ơn, không nên thù ghét bất cứ người nào. Tương Nguyện, Quỳnh nói chuyện sao cũng thấy lạ lạ vậy? Hoàn cảnh thay đổi, con người cũng phải thay đổi. Quỳnh à, vào trong ngồi uống trà nha. Tiểu muội pha bình trà tiếp Quỳnh. Đi thôi. Nghe anh, nghe anh, nghe anh. Quỳnh nghĩ rằng nơi này không thích hợp với muội. Muội hãy suy nghĩ rời khỏi chỗ này sớm đi. Phải, Quỳnh thừa nhận Quỳnh đã từng yêu muội tha thiết, vì vậy mà làm rất nhiều chuyện điên dại. Trải qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Nhưng mà tình cảm Quỳnh dành cho muội không bao giờ thay đổi. Nếu như muội chịu hoàn tục, chúng ta có thể sống với nhau. Quỳnh nói thật cho muội biết, Dinh Tổng Binh có ý muốn gả con gái cho Quỳnh. Nếu như Quỳnh đồng ý thì sẽ lên thẳng mây xanh. Nhưng trái tim của Quỳnh chỉ có hình bóng của muội. Chẳng lẽ muội không biết sao? Muội hãy nói gì đi chứ. Hả? Nga anh. Muội. Quỳnh. Quỳnh à. Quỳnh. Thanh Tí, đến giờ muội tụng kinh rồi. A Di Đà Phật. Đàm thí chủ, tôi khuyên Quỳnh hãy lấy con gái của tổng binh đi. Như vậy đối với tiền đồ của Quỳnh rất có lợi. Nếu như không còn việc gì nữa, xin mời Quỳnh ra về. Nơi này không cho người nam nghỉ qua đêm. Được. Ừ.
Lại hả? Để không được chọc nó, để nó ngủ một giấc đi. Sư huynh, lần này là chủ ý của huynh hả? Ừ. Nếu ông ấy ngã chết, huynh không được trách đệ. Ta chịu hết được chưa? Ừ. Để không nghĩ thử xem, nếu như đệ ở trong quan sơ cùng cốc, cùng làm bạn với muôn thú trong rừng 6 năm trời, đệ sẽ ngã chết sao? Bần tăng hư dân đảnh lễ lão pháp sư. Đi 31 năm ông mới đi đến chỗ này của ta. Nghe là thần y à? Thần y dùng kinh, dùng kinh thần y chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi. Hư dân kính xin lão pháp sư chỉ dẫn đường lối. Chuyện quá khứ thì cứ để nó như cánh nhạn bay trong không trung, để xem lại dấu tích. Điều cốt tỷ là tâm ngươi đang trụ ở chỗ nào. Xem bộ dạng của ngươi lúc này, người không ra người, ba không ra ba, không phải là người chính đạo đâu. Đệ tử vì thấy cổ nhân tu khổ hạnh mà thành đạo, bắt chước hành theo, nguyện nghe lời giáo huấn của đại sư. Người chỉ biết cổ nhân tu thông, nhưng lại không biết họ vẫn tu tâm đó. Dịch quả của tu thần tuy nhiên có thể luyện tập thân thể khinh an, tai thính mắt tỏ, tiến một bước nữa là giác ngộ tất cả. Từ lúc mình bắt đầu cho đến khi kết thúc, cùng lắm chỉ làm lợi ích cho bản thân mình. Đối với đạo Phật thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tự độ độ tha, xuất thế gian nhưng không rời thế gian pháp, còn cách xa nhiều lắm. Những lời dạy của đại sư như cam lồ rưới đầu, khiến cho hàng hậu học khai mở trí huệ, khẩn thỉnh pháp sư từ bi cho đệ tử ở lại học Phật với ngài. Chẳng lẽ người không đang ở đây sao? Bắt đầu từ ngày mai, sư đệ của ta sẽ dạy con thiên đài giáo hoàng. Đa tạ sư phụ từ bi. Cái lão pháp sư dung kính này, cái gì cũng kêu bần tăng làm. Thế pháp cho người cũng kêu bần tăng làm, giảng thiên đài giáo quan cũng là bần tăng. Còn ông ta hả? Nằm thư giãn ở gốc cây. Ồ, người thông minh thiệt. Có được sư phụ như vậy, người ngu cũng sẽ thành thông minh thôi. Nè, người tự soi gương đi. Ê, nhìn gì đó? Nhìn chính mình. Nếu muốn thấy rõ bản thân từ trong gương thì phải ngừng lại, lắng lòng mà nhìn. Nhìn không phải nhục nhãn, mà là dùng tâm trí. Cái kiến này không chỉ trên tay của ông có, nơi nào cũng có, trong hư không thanh tịnh. Mà thấy được bản thân thì mới có thể thế hội được tự tánh. Chính là không tự tánh, không tự tánh chính là không. Đa tạ sư phụ khai thị, nhưng chỗ này của con ta quên cái tóc của ông rồi. Ôi, 3000 sợi phiền não của ông cuối cùng cũng cạo hết rồi. Nghe sư phụ nói người cũng có người nhà, bây giờ họ sao rồi? Sư tỷ, nè tỷ, nè. Uống thuốc nha. Từ từ thôi. Tỷ muốn lấy cái này phải không?
Sư muội, nếu như có ngày muội gặp lại được huynh ấy, giúp tỷ đưa cái này cho huynh ấy, có được không? Sư tỷ yên tâm. Sư tỷ, nằm nghỉ chút đi, muội ra xem sao. Sư tỷ, đứa bé bị bỏ rơi, cha mẹ của nó chết trên đường đi lánh nạn rồi. Mai nhờ có người hảo tâm đi cùng đường đem nó đến đây. Tỷ xem, nó là bé gái, rất dễ thương. Nè, tỷ xem, nó rất dễ thương. Một đứa bé gái thật dễ thương. Đúng vậy. Tiểu muội, muội hãy nuôi dưỡng nó nha. Nhận nó làm con nuôi, để nó làm bạn với muội. Sau này muội cũng có người làm bạn. Sư tỷ, tỷ phải nói là chúng ta có bạn. Nè, đưa mũi bông. Thật dễ thương. Sư tỷ, tỷ đặt tên cho đứa bé này đi. Gọi nó là U Liên nha. U Liên. U công quả chí, liên qua bảo tọa tiền. Cái tên này nghe hay thiệt. Tỷ nghĩ ra cái tên này hay đó. U Liên, cái tên mẹ nuôi đặt cho con. Con nghe thấy hay không? Ngoan, là tỷ. Sư tỷ. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ đừng làm muội sợ nha. Tỷ, tỷ nói chuyện đi. Tỷ làm sao vậy? Tỷ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ à, nhìn nè. À, đó cũng là Phật đó. Do nhân duyên hội tụ đến đại thiên thế giới này, y phục chúng ta mặc là do người bay mà có, lúa gạo chúng ta ăn là do công cái cày của nhà nông. Còn dùng đất này, nó cần cù siêng năng bươi sơi. Đại thiên thế giới nhân duyên hòa hợp, hổ tương tiếp đối mới được cân bằng. Tâm của người xuất gia tu hành cũng giống như đất trời, có thể dung nạp vạn vật, sinh trưởng vạn vật, tiếp nhận vạn vật. Hư Dân học đạo với pháp sư Dung Kính 5 năm. Tâm đắc tinh túy của Thiên Thai Tông. Sau đó Ngài đi cầu đạo khắp nơi, tham học các danh tăng đại đức, lấy cái hay của các tông phái như Duy Thức, Tịnh Độ, Thiền Tông, vân vân, khiêm nhường học hỏi. Theo sự tinh tấn tu học,
có thứ lớp, ngài đã thấu triệt giáo lý Phật Đà. Năm 1882, ngài đến núi Phổ Đà tu hành. Xin hỏi ngài là Hư Dương Pháp Sư phải không? Chính là Bần Tăng. Thượng tọa đây là... Hầu học là Giác Thừa, xuất gia ở huyện Nam Nhạc, Hồ Nam. À, quê của Pháp Sư ở Tương Hương, Hồ Nam sao? Đúng vậy. Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh là nhị thúc của ngài. Sao ngài lại biết chuyện này? À, cuối cùng đệ đã hoàn tất việc người ta ký thác. Chuyện là như thế này. Đại khái 5-6 năm về trước, Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh đến Nam Nhạc Dân Hương, tình cờ gặp đệ, nhưng nói chuyện qua lại ăn ý. Ông ta giao đồ này cho tiểu đệ, kêu đệ nghĩ cách giao tận tay cho người tu sĩ tên là Tiêu Cổ Nham. Ông ta nói quý vị xuất gia hay liên lạc với nhau, đệ không nghĩ tìm kiếm huynh khó khăn như vậy. Một tháng trước đây đệ mới biết huynh lên núi Phổ Đà này, liền lập tức thu xếp lên đây. May mà huynh còn ở đây đó. Pháp Sư tận lực tận tâm như vậy, Bần Tăng muôn phần cảm kích. Đều là người xuất gia, cảm ơn gì chứ. Hơn nữa, những sự ủy thác của người thì phải làm cho xong. Thầy hãy mở ra xem thử trong đó là cái gì. Nghe nhị thúc của thầy nói là trước khi cha huynh làm chung giao cái này cho thúc ấy. Lão Pháp Sư, đệ tử biết lỗi của mình rồi. Con có lòng hiếu thảo trời đất chứng giam, như vậy mà gọi là lỗi sao? Bái quỷ thần đối với tiền tại vì nhân gian làm, Phật giáo không đề xướng việc này. Đạo Phật chú trọng tâm chứ không coi trọng tướng. Chỉ cần có thể thể hiện những tư tưởng suy nghĩ, dùng hình thức gì cũng chỉ là phương tiện quyền xảo, còn hà tất để ý làm gì? Lão Pháp Sư đã chỉ dạy như vậy, lòng con bây giờ nhẹ nhõm nhiều. Nhẹ nhõm thì tốt rồi. Lão nạp từ xa đến đây tìm con không mời ta vô một tách trà sao? Dạ, mời ngài. Sau khi con ra đời, đã không được thấy mẫu thân. Mẹ vì sanh con mà đã tử vong. Vì con đã dẫn Phú Quốc em con thúc xuất gia, một hành động đã làm mất đi huyết mạch ba đời họ Tiêu. Cha đau buồn thành bệnh không chữa mà mất. Con cắt ái từ gia xuất gia hơn 20 năm, đạo nghiệp chưa thành như thuyền không bến đổ. Ơn sinh thành của mẹ, ơn dưỡng dục của cha chưa báo đáp được, trong lòng con muôn phần xấu hổ.
Vì vậy con định muốn làm việc cảm động trời đất để báo đáp ơn cha mẹ. Không cầu cảm động trời đất, chỉ cầu an ủi thân tâm của con. Nhưng con cầu nguyện, chỉ nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh cha mẹ quá giảng. Hiếm có người có tấm lòng hiếu thảo như con. Con người cho rằng người xuất gia vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, nhưng thực tế đó là cách lý giải hết sức sai lầm. Người xuất gia lấy bách hiếu làm đầu. Trong kinh nói rằng phải trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khẩu tam đồ. Bốn ơn nặng ngoài ơn Phật, ơn quốc gia, ơn chúng sanh, còn có ơn cha mẹ. Người xuất gia phải báo đáp ơn cha mẹ. Nhưng cách thức báo ơn của người xuất gia khác so với người thế gian. Con định làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ đây? Con định triều bái Ngũ Đài Sơn, khởi hành từ Phổ Đà Sơn. Đi bằng cách nào vậy? Tam bộ nhất bái. Con có tâm như vậy thật khiến người khác kinh phục. Nhưng con không nên phát đại nguyện này. Sao sư phụ nói ra những lời như vậy? Phổ Đà Sơn cách Ngũ Đà Sơn hàng ngàn dặm đường. Muốn tam bộ nhất bái thì phải mất thời gian mấy năm mới có thể đến được. Con đã phát đại nguyện thì không quan tâm đến năm tháng xa gần. Đường xa núi cao không cần phải đối. Trên đường thời tiết thay đổi, gió sương mưa tuyết, người phi thường mới có năng lực kiên trì đến cùng. Nếu nữa được thôi lui thì chi bằng không phát đại nguyện này. Vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, nguyện xả thân này. Giống như khi đó con vì tu hành hành đạo vào trong thâm sơn tu khổ hạnh 6 năm sau. Nói giống nhau nhưng việc làm khác xa nhau. Nếu như có thể làm việc người không làm được, những việc khó nhẫn như thế này thì có việc gì mà không làm thành chứ hả? Tốt. Con định khi nào khởi hành vậy? Mùng 1 tháng 7. Tốt. Đến lúc đó lão nạp sẽ tiễn con một đoạn. Sư đệ. Sư huynh. Sao rồi? Sư huynh thua rồi hả? Để thua thì có. Hả? Ngươi tam bộ nhất bái đến Ngũ Đài Sơn hả? Sao các thầy biết rõ những gì con suy nghĩ vậy? Hôm qua ta cá cược với sư huynh, lần này thì thảm rồi. Tháng này chú phải nấu cơm rửa chén. Biết rồi. Để phải quét nhà, chặt củi, nước. Để gánh nước không nổi, thật là lão quặt đầu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Các vị đây là... Chúng tôi nghe nói pháp sư hành tam bộ nhất bái đến Ngũ Đài Sơn, liền thỏa thuận làm bạn với ngài cùng đi. Bốn người các vị cũng có đại nguyện giống vậy sao? Phải. Phải đó. Nếu ngài có thể làm được, chúng tôi nhất định cũng sẽ làm được. Phải đó. Phải. A-di-đà Phật, tốt quá. Vậy thì chúng ta cùng lên đường đi. Mùng 1 tháng 7,
năm 1883, vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, ngài Hư Dân ở tuổi 43 từ Am Pháp qua núi Phổ Đà khởi hương, bắt đầu cuộc hành trình Tam Bộ Nhất Bái. Biến Chân, Giác Thừa, Thu Nghi, Sơn Hà, bốn vị tăng sĩ cùng đồng hành trên hành trình này. Biến Chân, hả? Ngồi nghỉ chút đi. Ngồi đi. Tôi cũng định ngồi nghỉ một chút, nhưng họ đều đi xa rồi. Vậy chúng ta qua đó đuổi theo họ đi. Nói thì hay lắm, Tam Bộ Nhất Bái đó huynh. Đi qua đó một đoạn thôi, làm gì mà chấp dữ vậy? Thôi, được rồi, mình đi. Nè, nghỉ chút đi các huynh, ngồi nghỉ đi. Thật sự mà nói chắc chịu không nổi rồi. Hiện tại lại có chút xíu dí nhờ kim đâm vào tim, thật khó mà chịu nổi. Cảm giác của mọi người đều giống nhau thôi. Đi một đoạn thời gian như vậy, e rằng 1/10 đoạn đường cũng chưa đến nữa. Mấy tháng gần đây thời tiết mùa thu ở Giang Nam cũng khá tốt, mùa đông sắp đến rồi. Trước mặt mình là dốc cao Hoàng Thổ, thuộc ngọn núi Sùng Sơn chót vót, băng tuyết dày đặc. Chỉ sợ bây giờ mới bắt đầu, làm sao lại... Ê, các huynh xem chiếc thuyền bên đó kìa. Rất nhiều tôm cá mắc cạn đều bị đè chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Như huynh nói vậy, đây là tội của ai? Đương nhiên là lỗi ông lái đò rồi. Nếu ông lái đò không tới đây thì những con tôm cá làm gì bị chết cạn chứ. Phải nói là lỗi của khách. Nếu như không có những người đi đò thì ông lái đò sẽ không lái đến đây. Không lái đò đến đây thì tôm cá làm sao mà bị chết dìm được chứ. Tôi nghĩ đây là lỗi của ông lái đò đó. Là lỗi của khách đi đò. Là lỗi của ông lái đò. Thôi thôi thôi. Đúng rồi. Mình đi hỏi Pháp Sư Hư Dân đi. Các sư huynh đệ muốn làm rõ xem lỗi của ai có phải không? Phải, phải. Nhất định làm rõ đó. Không phải lỗi của ông lái đò, cũng không phải lỗi của khách đi đò đâu. Vậy thì là lỗi của ai chứ? Đúng rồi, lỗi của ai chứ? Tìm cái lỗi trong cái không có lỗi, đó chính là sự tìm phiền não cho mình. Thế mới chính là lỗi. Thôi tiếp tục lên đường, trời sắp tối rồi. Pháp sư à, trên trán của ngài chảy máu rồi kìa. Không biết bao nhiêu lần rồi. Không sao đâu, khi liền da cô rồi nó sẽ khỏi thôi. Sư phụ, người sẽ về lại chứ? Ta sẽ về. Ngắn thì 2-3 tháng, dài thì khoảng nửa năm. Ta sẽ không để cho con ở trong am gì một mình đâu. Nếu không phải đại ca của ta 3 lần 4 lượt đến đón ta về, ta cũng sẽ không đi. Đại ca của sư phụ là quan lớn, nghĩ đón sư phụ về để hưởng phúc đó thôi. Quỳnh ấy là người đam mê danh vọng và quyền lực. Bây giờ quỳnh ấy có quyền, có thế, có tiền, muốn đón anh em bà con thân thuộc của mình đến dinh phủ chơi. Nói ra thì không quên tình cũ, thực tế là phô trương thân thế để mọi người xem, cho mọi người ngưỡng mộ và nịnh nọt để thỏa mãn tính hư dinh của bản thân mình. 10 mấy năm tu hành, ta đều xem nhẹ những việc như vậy. Con nghe nói đại ca của sư phụ sẽ xây cho sư phụ một ngôi chùa lớn ở Dương Châu.
Huynh ấy nói thì nói vậy, nhưng ta sẽ không nhận đâu. Nơi đây thanh nhàn yên tịnh, ta ở quen rồi. Ta không nghĩ sẽ đến những nơi thành thị náo nhiệt tiếp duyên với mọi người. À, đúng rồi Diệu Huệ, trong khoảng thời gian sư phụ đi, con nỗ lực học thuộc những bài khóa công phu sáng chiều. Nếu rảnh thì đọc kinh sách nhiều một chút. Đệ tử xin nghe lời dặn của sư phụ, xin thầy yên tâm. Nghe mau. U Liên, mẹ xem chữ con viết như thế nào. Để mẹ nuôi xem thử. U Liên viết chữ càng ngày càng đẹp đó. Được rồi, con mau vào dọn dẹp sách vở, chúng ta chuẩn bị đi. Đi đâu vậy? Đến chỗ cậu con. Nè 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 nè, dừng lại. Các vị sư phụ kìa. Dạ. Các vị sư phụ, những người tu hành như vậy thật là khó gặp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, tôi là người của làng này. Mọi người gọi tôi là Hoàng Lão Gia. Tôi có sửa một ngôi chùa, tôi cũng là Phật tử. Hoàng cư sĩ công đức vô lượng. Vì vậy có đáng gì nói đâu. Tôi vội vã đuổi theo chính là để mời các vị đến nhà tôi nghỉ ngơi, để tôi tiếp đãi các vị, cúng dường các vị một bữa cơm chay đạm bạc. Cảm ơn lòng tốt của quan cư sĩ, nhưng chúng tôi phải lên đường cho kịp trời tối. Không mất nhiều thời gian quý vị đâu, cơm đã làm xong rồi. Như vậy như vậy thì tùy duyên vậy. A Di Đà Phật. Tốt quá. Xin mời. Bắt đầu lễ lại đến nay cũng 4 tháng rồi, nhưng chưa được ăn bữa cơm nóng nào hết. Các thầy ăn thấy ngon miệng chứ? Những người tu hành như chúng tôi có bữa cơm no lòng là đủ rồi. Huống hồ bữa cơm thịnh soạn như vậy, quan cư sĩ nhất định đã có chuyện nhờ giúp đỡ. Ê, đúng là sư phụ thật sự biết rõ tâm của đệ tử. Chuyện là như thế này, tôi bỏ tiền xây sửa một ngôi chùa hương quả rất đều đặn, mỗi năm thu vào hơn 2.000 lượng bạc. Trong chùa có khoảng 10+ vị tu sĩ, điều kiện quá tốt, họ trở nên mục nát. Vừa không tụng kinh, vừa không lại Phật, ngay cả chuông cũng là biến đánh nữa. Biết như vậy thì khách hành hương sẽ có suy nghĩ không tốt, họ sẽ đi chùa khác thôi. Tôi đang tìm một vị hòa thượng tu hành đức độ làm trụ trì. Bần tăng vì báo đáp phụ mẫu tri ân với phát nguyện lại đến Ngũ Đài Sơn, thề nguyện chưa thành sẽ không trì hoãn. Hơn nữa, làm trụ trì một ngôi chùa lại là sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không biết ý của các vị pháp sư đây như thế nào. Trụ trì an tăng vốn là trách nhiệm của người xuất gia chúng ta mà. Vậy được, vậy thì mời Sơn Hà sư phụ ở lại đây vậy. Dưới sự ủy thác của pháp sư đây, tôi nào dám từ chối. Quản lý tốt một ngôi chùa, trách nhiệm này cũng rất nặng. Gánh nặng này, tôi nghĩ xin biến chân sư phụ ở lại phụ giúp một tay. Huynh cũng biết chia sẻ đó chứ. Cũng tốt, chúng tôi sẽ ở lại khoảng một thời gian, cái đó sẽ lên Ngũ Đại Sơn sau vậy? Đúng rồi, sau này đi cũng không muộn. A Di Đà Phật, các vị sư phụ muốn qua sông hả? Dạ phải. Nếu ở đây rất cạn, có thể lội qua được. Đa tạ thí chủ. Sư phụ, con có việc gấp muốn qua sông, nhưng nước sông này quá lạnh, mà con thì không thể ngâm nước lạnh được. Gần đây không có cầu nào sao? Dạ có thì có, nhưng phải đi cách đây 4-5 dặm đường, nhưng con thì đang có việc gấp. Vậy thì thật là khó xử. Sư phụ có thể cõng tiểu nữ qua bên kia sông có được không? Không được. Chúng tôi là người xuất gia. Sư phụ à, ngài hãy mở lòng từ bi, con thật sự là có việc gấp, bằng không... Không được. Bần tăng cõng cô qua sông. Đi thôi. Quên coi. À,
Đa tạ sư phụ. A-di-đà Phật. Hư Dương pháp sư này cũng thật là không tham sắc, là căn bản giới cấm của nhà Phật mà. Chuyên tâm lại Phật đi. Không được, tôi phải gặp ông ta nói lý lẽ. Pháp sư Hư Dân, thầy thật là kỳ cục. Thầy là người xuất gia, làm sao có thể thân cận với nữ sắc? Hơn nữa lại còn là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gì đó ở đâu? Trời ơi, thầy đừng giả vờ nữa. Chẳng phải thầy vừa mới cõng cô ta qua sông sao? À, cô nương đó hả? Vừa qua sông là tôi bổ cô ta xuống rồi. Sao quên lại cõng cô ta đi xa vậy? Trời ơi, nè. Các thầy đến rồi. Thầy sao vậy? Thầy đây bất cẩn bị trật chân. Thí chủ có thuốc xoa không? Dạ có, để con đi lấy.